Thúy Vi không che giấu việc mình nâng ngực, tháo túi độn ngực để có vòng một phù hợp thẩm mỹ. Hot girl Thúy Vi đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân thu hút sự chú ý. Thúy Vi mặc áo ống tương tự như cô vợ quốc dân tiểu hí chọn diện. Mới đây, hot girl Cà Mau, Thúy Vi có đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Cô gái sinh năm 1998 diện chiếc áo vợ quốc dân dáng ống tôn vòng một đầy đặn. Cư dân mạng bình luận, đẹp quá em ơi, xinh quá, càng ngày càng đẹp. Tuy nhiên cũng có một số ý kiến trái chiều như mới nâng cấp phòng một Hả Vi toàn là đồ giả, đáp lại Thúy Vi chỉ viết hai chữ vô duyên. Bên cạnh lời khen cũng có một số ý kiến trái chiều liên quan đến ngoại hình của Thúy Vi. Thúy Vi khiến cư dân mạng chú ý sau ồn ào tình ái với thiếu gia Phan Thành vào năm 2015. Sau đó cô gái quê Cà Mau liên tiếp trở thành tâm điểm chú ý với những phát ngôn gây sốc, đặc biệt là việc công khai chi bội tiền phẫu thuật thẩm mỹ, không ngần ngại công khai gương mặt nguyên bản và sau khi giao kéo không chỉ sửa mí, sửa mũi, hút mỡ bụng, chỉnh răng, động cầm, Thúy Vi còn nhiều lần chỉnh sửa vòng một. Gương mặt ban đầu của cô mang nhiều nét ngây thơ, trẻ con hơn vẻ trưởng thành hiện tại. Ban đầu cô đặt túi ngực 340cc mỗi bên, vẻ đầy đặn quá mức khiến cư dân mạng nhiều lần lên tiếng. Bản thân Thúy Vi cũng gặp rắc rối vì ngực quá khổ. Bởi vậy cô quyết định hại hai sai và được nhận xét là tự nhiên hơn so với túi ngực trước đó. Chi phí tháo túi ngực của Thúy Vi là 20 triệu đồng rẻ hơn so với việc đặt túi ngực có giá 80 triệu đồng. Thúy Vi cũng hy vọng việc hạ kích thước vòng 1 sẽ phù hợp với định hướng trong tương lai. Ngoài ra, cô cũng chia sẻ nếu người yêu thích vòng 1 lớn cô cũng không vì điều đó mà nâng ngực. Không phải vòng 1 lớn đồng nghĩa với vẻ đẹp, vòng 1 lý tưởng là khi phù hợp với chiều cao, cân nặng cơ thể mỗi người. Bạn có thể áp dụng công thức vòng 1 mùng 1 tháng 2 chiều cao 2cm để tính toán con số chính xác bên cạnh đó, vòng 1 còn cần săn chắc, không chảy xệ, nhăn nheo, bạn cũng cần quan tâm đến sự hài hòa giữa vòng 1 và vòng 3 để tránh cơ thể bất cân xứng. Sau khi tháo tuấn ngực, Thúy vi được khen là có vẻ đẹp ác nghệ thuật hơn. Vòng 1 đẹp cần cân đối với chiều cao, cân nặng không phải số đo khủng là hoàn hảo.